Thưa vị, hôm nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kết luận của Ban Bí thư, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 99 của Quốc hội và quyết định số 630 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu 3 Rịa Vũng Tàu có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo công an tỉnh, đại diện các sở ban ngành địa phương tham dự. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị 47 của Ban Bí Thư, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong cả nước đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn được xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ nguyên nhân hơn 16.400 vụ cháy, chiếm tỷ lệ trên 85%, khởi tố xét xử 129 vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xử phạt hành chính trên 97.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 215 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 1.800 cơ sở, và phạt cảnh cáo hơn 2.000 trường hợp vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các hạng mục nhà chung cư cao tầng, nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dịp này, Bộ Công an cũng quán triệt nội dung kết luận số 02 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Quyết định số 1492 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 02 của Ban Bí thư. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương tổ chức quán triệt triển khai sâu rộng chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót bất cập. Bộ Công an, công an các địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tập trung điều tra công bố công khai nguyên nhân các vụ cháy nổ và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm